Buổi tối hôm nay á các bạn, là mình có một con heo kế, con heo sinh 21 con là nó chuẩn bị đẻ nè các bạn. Mình thấy nó dở nước ối rồi. Hiện tại bây giờ là 23 giờ 33 phút các bạn. Là 11 hơn 11 giờ rưỡi đêm rồi nha. Nè các bạn thấy nước ối nó ra không? Ở dưới này có con ít nữa nè. Để mình bật cái đèn lên cho các bạn xem. Đó, đây là nước ối của nó nha. Bây giờ thì mình chỉ chờ heo con ra thôi các bạn ơi. Bụng nó thì to lắm đó các bạn. Bụng con này á, là mình đoán là tầm 12, 13 con đổ lên nha. Nếu mà nó đẻ con bình thường giống như đàn bên đây nè, khả năng là 14, 15 là có nha các bạn. Con đẻ bình thường á, là tầm 12, 14 con là bình thường. Còn mà đây con bự á, thì ít nhất cũng phải 10 con. Nếu mà con to nhất luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đợi chờ nó để nó đẻ con ra rồi mình theo dõi thêm nha các bạn. Bên đây đàn 21 con á, thì bữa đó nó còn 18 con, thì đến thời điểm hiện tại bây giờ á, là nó còn 17 con nha các bạn. Khỏe mạnh bình thường nha. Đó. Hai bịch sữa, hai nắm cám, ăn còn nhiêu các bạn chiều giờ á. Mập ú lắm, mẹ nó không có sữa đâu. Rồi heo mình con đầu tiên chuẩn bị ra nè các bạn ơi. Quay cho các bạn xem nè, đợi từ lúc 11:33 mà bây giờ là đúng 2 giờ luôn các bạn, bây giờ nó mới chịu ra nè. Đây heo tơ nha các bạn. Để coi coi nó ra giò hay ra đầu trước các bạn ơi, đợi nó gặn một hai cái nữa nha. Đây là con đầu tiên nha các bạn. Ngồi nãy giờ là tính đi ngủ luôn rồi đó. Dở nước ối mà 2 tiếng mấy trời luôn. Để mình kéo tiếp nó ra mới được. Thôi để cho nó gặn cái nữa ra luôn đi. Rồi nó ra giò trước các bạn ơi. Con này không biết to hay không mà lâu quá trời. Các bạn lưu ý nha, đối với trường hợp heo tơ á, là khi mà nó dở nước ối khoảng 20 phút mà các bạn kiểm tra đưa tay vô á, là cảm giác qua cổ tay của mình cảm giác nó có ba cái màng mà khoảng 3 lỗ nhỏ, thì nó chưa bể cái màng đó thì heo con nó chưa xuống thì chưa có vấn đề gì nha. Giống như trường hợp heo của mình 11 giờ rưỡi là nó đã, mình ra mình thấy nó dở ối rồi, nó dở ối trước đó nữa. Nhưng mà bây giờ đến 2 giờ là 2 giờ sáng các bạn là nó mới ra nha. Con này thì cũng vừa chứ không có to lắm các bạn ơi, vừa heo thôi chứ không to. Rồi cũng được các bạn ơi, cũng hơi to đó. Trường hợp con này cũng hơi to nha. Nếu mà con nào nó cũng đẻ như giống con này á, thì bụng con này mình đoán chắc nó rơi vào tầm 12 con các bạn. Bụng con này thì tương đối to nha. Đó. Bụng con này á, thì nó cũng to lắm, nhưng mà so với heo tơ á, là nó đội nhiều lắm các bạn. Nó đội bụng to lắm. Rồi bây giờ mình cho con này nó vô sọt trước đi. Đó, các bạn lưu ý với trường hợp heo tơ như mình hướng dẫn nha. Các bạn đưa tay vô qua cổ tay của mình, cảm giác nó có 3 lỗ bằng đầu ngón tay nè, là nó chưa bể cái màng đó thì heo con nó chưa xuống. Dù cho nó dở ối 3-4 tiếng cũng không thành vấn đề nha các bạn. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Rồi heo mình con thứ hai chuẩn bị ra nè các bạn. Nó ra một chùm nhau nhỏ rồi. Nó gặn cái nữa là con thứ hai ra nha. Nó chỉ ra một cục nhau tí xíu thôi. Rồi con thứ hai ra các bạn ơi. Để coi. Rồi con thứ hai ra giò trước các bạn ơi. Đó giò nó cựa quậy kìa. Quay sát lại cho các bạn xem nè. Đó quá trình heo mình sinh sản nha. Đây là con của nó là heo ba máu nha các bạn. Con mẹ là hai máu, heo con là ba máu nha. Coi con thứ hai này sao. Rồi con thứ hai này á, mình đánh giá là cái đàn heo của mình á, là sanh con bự các bạn ơi. Con thứ nhất nè, nó hơi nhỏ hơn con thứ hai tí xíu. Nó cũng không có trên lệch gì mấy đâu, nó cũng ngang ngang với nhau nhưng mà nó nhỏ hơn con thứ hai. Rồi gặp cái vấn đề này á, thì mình khuyên các bạn luôn nha. Thường thường á là các bạn ra thú y các bạn mua oxytocin gọi là thuốc dục á, thì thú y khuyên các bạn á là đẻ xong con đầu tiên là các bạn chích thuốc dục để cho nó đẻ nhanh. Rồi gặp trường hợp giống như mình đi, những con mà đẻ nhỏ thì mình không nói, vẫn giờ gặp trường hợp giống như mình, heo mà đẻ to như vậy đi mà nó đẻ lâu, nó gặn lâu, nó khó ra. Mà nó đẻ xong con đầu tiên thì các bạn chích oxytocin vô. Lỡ như con này nè, nó bự rồi nó kẹt rồi nó không ra được, hoặc là nó ra thời gian quá lâu đi, là những con ở trên này nè, nó sẽ tử cung nó co bóp, nó lúc nó gặn á, mà con này ra không được, nó kẹt lại rồi. Nó gặn lại ở trên, nó tống xuống, đầu nó đứt nhau. Một là con này ngợp, rồi những con sau nó ra được, tiếp theo á là nó yếu. Trường hợp thứ hai nó sẽ kéo một dọc theo luôn, là nó yếu hoặc là nó ngợp luôn các bạn. Nên mình khuyên các bạn á, là ví dụ như heo các bạn đón nha, nó đẻ tầm chừng 12 con thì tầm 7 con, 8 con. Nếu mà nó đẻ được 10 con, 12 con, nó còn sức, nó gặn, nó đẻ tự nhiên
thì các bạn cứ để cho nó đẻ tự nhiên, các bạn đừng có dùng thuốc oxytocin. Tại vì nhiều khi heo của các bạn đẻ 20 con mà mới có 1 con, 2 con các bạn chích rồi, thì cái khúc sau 10 con, 12 con đổ gì sao á, là heo của bạn nó gặn không nổi, là các bạn phải dùng thuốc liên tục. Rồi ví dụ như các bạn dùng thuốc mà nó không gặn được, nó không ra nữa, thì các bạn đưa tay vô, các bạn móc. Các bạn móc thì bắt buộc heo của các bạn bị viêm. Bị viêm á thì nhiều khi á, các bạn mới vào nghề á, tay nghề các bạn yếu, các bạn điều trị viêm không được, nước này không được, nước sau không được, các bạn thấy nản, con heo này nói là bị hư rồi, là mình phải loại nó. Như vậy là uổng con heo nha các bạn. Các bạn lưu ý về vấn đề tiêm thuốc nha. Rồi ở trên góc màn hình của mình á là có số Zalo, trên góc trái màn hình nè có số Zalo, thì các bạn mới vào nghề á, các bạn không biết vấn đề gì á mà các bạn cần tư vấn á, các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình hoặc là kết bạn nhắn tin Zalo. Cái vấn đề gì mình biết á thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, cái gì mình không biết thì mình nói không biết nha, các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi để mình đưa con này vô mình quay tiếp cho các bạn xem. Để mình quay cho các bạn xem nha. Heo của mình được 2 con rồi. Do 2 con á là nó còn ít con nên mình chưa có cắt rúng. Đợi một tí nữa thì mình cắt rúng nha. Mình chưa có cắt rúng. Đáng lẽ là mình buộc xong là mình cắt luôn, nhưng mà mình chưa có cắt nha các bạn. Rồi quay cho các bạn xem, cập nhật cho các bạn xem. Heo hôm nay là 6 ngày tuổi nè. Là bữa hổm là nó đẻ 21 con. Hiện tại là nó hao 1 con rồi. Bây giờ nó còn 17 con. Các bạn thấy là đều chưa? Mập ok. 17 con, mập ok bình thường. Nhưng mà heo mẹ của nó không có sữa đâu các bạn. Nó chỉ có một tí thôi, nó bú sơ cái là hết rồi. Một ngày á là mình cho nó uống sữa dinh dưỡng các bạn. Sữa pha trẻ em từ 0 đến 12 tháng tuổi á, là một ngày là mình cho nó uống 1,5 lít sữa. Rồi hôm nay là mình mới bỏ vô 2 nắm cám tập ăn đó các bạn. Tại vì heo mẹ nó không có sữa thì mình cho nó uống sữa dinh dưỡng như vậy á, sữa bột của em bé từ 0 đến 12 tháng tuổi thì nó mới đủ dinh dưỡng. Này nó bú sơ cái là nó không có sữa luôn. Còn các bạn mà không chăm sữa là heo của các bạn dù cho nó sống được nó cũng còi, nó ốm nha. Để mình quay sữa cho các bạn xem. Hôm nay mình mới nhập sữa về 1,5 triệu luôn nè. Rồi ở đây mình cập nhật sữa cho các bạn xem luôn nè các bạn. Ở đây á, là sữa hộp các bạn, nó nhiều loại lắm. Ở đây là sữa hết hạn, gần hết hạn hoặc là đang hết hạn nha các bạn. Đó mình mua sữa như vậy đó, một thùng như vậy là khoảng 140 các bạn, thùng gì nè là khoảng 140 nha. Đó là sữa công thức nha, chứ không phải là sữa trái cây nha các bạn. Đó đây là sữa hộp của mình nè. Đây mình mua ở tiệm sữa các bạn, cái hộp này nó ghi bán 160 nè, nhưng mà mình mua lại khoảng 75.000 thôi. Đó, mình mua nhiều hộp để cho heo mình nó uống, bầy nào mà heo mẹ nó mất sữa hoặc là nó không có sữa thì nó uống. Rồi lên khoảng chừng 10 mấy ngày là mình sẽ chuyển sang sữa này hoặc là sữa bịch như mình quay cho các bạn xem á. Các bạn nếu mà các bạn cho uống sữa này á, thì dinh dưỡng nó cao hơn, thì con heo của mình nó sẽ hấp thu tốt và nó mập mập hơn các bạn. Còn sữa kia thì nó không có dinh dưỡng như sữa này. Đây sữa này hộp này là 140 nè các bạn. Đó hộp bự vậy là 140 nè. Đa số là hết hạn hoặc là gần hết hạn hoặc là hết hạn các bạn. Để mình coi cái hộp này coi. Cái hộp này là tháng 6 năm 24 mới hết hạn nè. Quay cho các bạn xem nè, thấy không? Là tháng 18 tháng 6 là hết hạn 2 ngày rồi. Hộp này hết hạn 2 ngày rồi. Có nhầm hộp mà các bạn hết hạn 6, 7 tháng hoặc hết hạn 1 năm cũng vẫn bình thường các bạn. Các bạn cho heo uống mà, bình thường không có vấn đề gì hết nha. Quan trọng là nó không hư là được nha các bạn. Heo mình uống mà không sao hết. Như cái hộp này thì tháng 8, ngày 8 tháng 9 năm 23 nè. Đó. Hộp vậy là 75.000. Còn hộp bự là 140. Ở đây cái nhà sau mình mới nông ra, mình chưa có chán nữa các bạn. Đây là nhà cũ. Đó, đây sắt mình dỡ chuồng heo mình ra mình lợp lại còn nè. Rồi mình tiếp tục mình quay mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Đây đàn nái của mình ăn xong rồi ngủ nữa các bạn. Ở trên chuồng của mình mới lợp lại nè, mình để mình quay sơ qua cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Đây là mình làm bằng cây nha, lúc trước mình làm bằng sắt đó các bạn, cái mùi phân, mùi nước tiểu của nó nhanh xét lắm. Bây giờ mình làm lại bằng cây hết. Đây cái sàn đẻ của mình đang làm nè các bạn. Khi nào mà làm hoàn thiện đi thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình quay sơ cái sàn đẻ này, mình làm bằng sắt V mạ kẽm. Sắt ống á, thì mình thấy những cái mối hàng này nè nó dễ bị mục á, rồi nó yếu, mục là nó sẽ yếu. Còn cái sắt V này dù cho nó mục chỗ này đi thì mình chắp thêm cây V nữa thì nó dễ hàng hơn các bạn. Còn mà sắt ống á, là khó chắp lắm, chấp nói tùm lum hết trơn á, nó khó nói á các bạn. Còn V là dù cho nó một chỗ này ốp sát vô một cái là ok, hàng cũng dễ dàng nữa. Cái này á, thì còn hai cái chấu giống vậy nữa thì ok nha. Cái này là trên này mình bắt bát, ở dưới này là mình hàng.
hai cây sắt này nè, hai cây sắt này là chịu lực, đa số là hàng, còn mấy cái này là mình bắt bát nha. Hoàn thiện đi mình quay ra cho các bạn xem, mới có được một khung nè, còn hai khung nữa các bạn. Quay qua đàn heo thịt của mình. Đàn heo này là mình đang sức giá 65 nè các bạn. Để mình quay mình bật cái đèn lên. Đó. À, heo của mình là dao động là khoảng 110 kg các bạn. Trung bình cưa ngang các bạn là khoảng 110 kg. Quậy như con trâu vậy đó. À, đàn này là mình có 25 con, khoảng chừng một tuần đổ lại nữa thì lái sẽ bắt hết nha. Này sẽ chia ra hai quận, lái bắt trước 7 con rồi, còn nhiêu đây là chia ra hai quận nữa các bạn. Tại vì của mình lộ cầu chưa có làm xong, của mình chủ yếu là bắt bằng chẹt hoặc là giỏ, bắt một lần khoảng 90 con các bạn. Rồi tiếp theo là con thứ ba ra nè các bạn. Thấy nó gặn rồi, chạy lại quay cho các bạn xem không kịp. Đó, con thứ ba ra nha, mới vừa ra luôn đó. Rồi để mình cho hai con này, để mình cho con thứ ba này vô đi nha. Heo cái con thứ ba này á, thì nó nhỏ hơn hai con đầu, nó cũng được ok nha, bụng vẫn còn to, vẫn còn đội các bạn ơi. Hy vọng con này là khoảng 11-12 con thì mừng nha các bạn. À, tại vì nó đẻ con to thì chưa biết là nó bao được bao nhiêu con, mà mong là khoảng được 11-12 con. Cái này mình nghĩ là chắc 10 con thì khỏe đó các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem hai con nè các bạn. Nó mới ra hai con là mình mới vừa can thiệp, mình kéo ra các bạn. Con này nó to quá, nó ra không được, mình kéo nó ra rồi con này nó ra theo luôn nè. Trong đây ba con nữa, là tổng là 5 con rồi các bạn. Bụng vẫn còn đội nha, vẫn còn nữa các bạn ơi. Các bạn đón xem hết clip xem là nó được bao nhiêu con nha. Rồi cái đàn bên đây á, là bây giờ là nó kẹo vậy á, nó ăn không nổi nữa, là một tí nữa mình pha sữa cho nó uống. Bây giờ là gần 5 giờ luôn các bạn, ở ngoài là trời gần sáng luôn rồi đó. Cái lo phát thanh 5 giờ nãy nó kéo nãy giờ rồi đó. Rồi một tí nữa mình cập nhật các bạn xem thêm nha. Canh heo từ lúc 11 giờ rưỡi khuya, bây giờ 5 giờ 32 sáng luôn rồi các bạn ơi. Bầy này nó đang bú nè, mình để cái máng sữa xuống, mình chưa có đổ sữa, một tí nữa mình đổ sữa nha. Bây giờ đàn của mình nó đẻ được 5 con rồi. Bây giờ mình sẽ cho 5 con này bú trước, rồi những con mà đẻ sau á là mình sẽ cho nó bú sau nha. Ở đây là cái ca sữa của mình, là một tí nữa mình đổ cho nó uống. Cái ca này là 1,5 lít, cái này á là khoảng 650 nha các bạn, 650 đến 700 ml nha. Ca sữa nè. Các bạn nhớ sữa này á, các bạn nhớ để amox vô mới được nha. Các bạn không để amox là heo của các bạn uống là nó chảy nha các bạn. Để bây giờ mình đổ xuống cho các bạn xem luôn nè. Mình đổ xuống đi, con nào mà nó không bú được thì con nào nó không bú được thì nó uống sữa nha. Nó bú không có sữa đó các bạn, kêu là chạy qua đó. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó, các bạn thấy nó uống sữa chưa? Con nó bò qua nữa kìa, không có sữa đó các bạn. Mẹ nó đâu có sữa đâu, nó uống sữa ngoài không đó. Cái nó ham bú nè, ham uống nè. Rồi bây giờ mình cũng thả mấy con này ra cho nó bú luôn các bạn ơi. Chứ hồi 12 giờ mấy tới giờ, hồi 2 giờ tới giờ chưa bú nha. Đem ra cho nó bú, con mẹ này nó cũng không có sữa các bạn nhìn thấy nè. Nó không có cái trái sữa gì hết trơn các bạn. Liền con mấy con này nó bú xíu là hết sữa rồi. Rồi 5 con mình thả ra cho nó bú nè các bạn. Mới ban đầu á là nó thấy mấy bầy bên kia nó bú sữa, nó bu về bên đó không à. Đút vú vú nó, cái nó buông ra, đút vú nó buông ra, tới mà nó bú được rồi là gị nó mà nó không buông luôn. Bây giờ 5 con là bú ok rồi các bạn ơi. Mấy con bên đây á là hồi nãy đổ khoảng 650 700 ml sữa thì nó uống cũng gần phân nửa rồi. Đó. Hôm nay nó được 7 ngày các bạn. Bài này hôm nay là một tuần nè. Bài bên đây á thì sáng nay mình tách bài luôn nha. Bên đây thì có mấy con nhốt xuống cái ô kia á, là mấy con kia nó gượt bắt đầu phải bắt ngược trở lên,
bầy bên đây thì nó hơi dơ xíu, con nái này nở dơ lắm, cũng tách chung cái bầy này luôn. Ở đây là mình tháo sàn ra để mình hàn, mình sửa lại mấy cái cây mà thanh sắt nó bị mục đó các bạn, mình hàn sắt thêm. Rồi quay trở lại với con heo này là nó muốn gặn đẻ nữa rồi các bạn ơi. Rồi tiếp theo là heo mình đẻ ra con thứ 6 rồi nè các bạn. Rồi lọt xuống một con rồi. Rồi hai con luôn. Rồi heo của mình vừa mới ra con thứ 7 luôn các bạn ơi. Đây con thứ 7 cũng trắng tinh luôn, nhưng mà nó có cái lớp màng ở ngoài các bạn. Ở ngoài là 5 con mình cho bú nè, 1, 2, 3, 4, 5, với con nãy là con thứ 6 nè, con này được 7 con rồi nha, 7 con nhưng mà bụng vẫn còn đội các bạn. Mong là nó được 10 con hoặc trên 10 con các bạn ơi, đẻ con to đó. À, cái bầy một tuần nè, bầy một tuần nè với bầy mới đẻ nè, nó cũng không có trên lệch gì mấy hết trơn á, cái bầy này nuôi là mau lớn lắm nè. Rồi mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nè, heo của mình tiếp tục là đẻ ra con thứ 8 nè các bạn. Ở đây là mình đang sức heo luôn các bạn ơi, nó lái đang gánh heo nè các bạn. Đây là con thứ 8 nha. Rồi ok đó các bạn, 8 con mà bụng vẫn còn đội, vẫn còn con nữa, các bạn cứ yên tâm đi, 10 con là chắc được đó. Rồi các bạn ơi, 5 con ngoài này á, hồi sáng giờ là nó bú no rồi, bây giờ mình nhốt lại nha. Rồi mình đợi một tí nữa, khoảng chừng tiếng rưỡi nữa đi, để cho nó tạo sữa lại, rồi để cho những cái con xanh sao á, với ba con này á, là cho nó ra bú nha. Còn bên đây hồi sáng mình đổ sữa nè các bạn, bây giờ nó uống gần hết rồi nè. Là khoảng chừng tiếng rưỡi nữa là mình pha thêm khoảng chừng 500 đến 700ml nữa đó. Bữa nay là nó uống nhiều á, bữa nay uống cả 2 lít sữa là có đó các bạn ơi. Rồi tiếp theo là con thứ 9 nè các bạn, đang lùa heo không có quay nó đẻ cho các bạn xem được, các bạn thông cảm nha. Nó đẻ xong á thì mình chạy qua mình quay cho các bạn xem. Rồi một chút nữa mình quay tổng đàn mình kiểm lại cho các bạn xem để được bao nhiêu con nha. Mấy con này mình nhốt lại rồi, để cho con mẹ nó có sữa, nó tạo sữa lại cho những con sau nó có sữa, nó bú nó no đi. No thiệt là no, bắt đầu là mình thả chung cái đàn mà bú đầu tiên á, mình thả chung luôn. Rồi cái máng sữa này khoảng chừng 5 phút nữa là còn bao nhiêu đó hoặc là ít hơn mình sẽ rửa luôn. Rồi mình một tí nữa mình sẽ chăm cho nó cái mới. Bây giờ hiện tại chưa được 7 giờ nữa các bạn, mà hồi sáng là cái đài phát thanh gao là hơn 5 giờ rồi, chắc khoảng 5 giờ rưỡi gần 6 giờ vậy đó mình để sữa. Mà bây giờ chưa được 7 giờ, gần 7 giờ thôi chứ chưa được 7 giờ nha. Rồi canh từ hồi 11 giờ rưỡi tới giờ. Heo này để chậm, con nó to, xương chậu nó hẹp các bạn. Xương chậu nó chỗ này nè nó hơi hẹp lắm. Các bạn ơi, heo mình ra con thứ 11 nè các bạn. Con thứ 11 ra giò trước nè. Rồi để mình kéo nó ra tiếp nha. Rồi gặn ra luôn con thứ 11. Rồi con thứ 11 kìa các bạn, ra dãy kìa, đó. Rồi để mình chùi nó. Rồi mình cập nhật tình hình đàn heo mình cho các bạn xem nha. Cái con thứ 11 này ra nó muốn ngạt các bạn, nó hơi yếu các bạn ơi. Mình chùi, mình cứu nó xong rồi cho nó nằm nghỉ ngơi nha. Ở đây là hai con nè, đây là 5 con đợt đầu nè, là 7 8 9 10, đó con là 11 con nha. Hiện tại là heo mình 11 con, không biết còn con nào nữa hay không, mong là được con nữa đi các bạn, cho nó đủ cái chỉ tiêu. Rồi đây nè các bạn, heo mình mới vừa ra con thứ 12 các bạn ơi, mà nó ra chùm nhau luôn. Để mình lau chùi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Con thứ 12 rồi. Rồi đây nè các bạn, mình cập nhật con thứ 12 cho các bạn xem nè. Nó ra xong rồi thêm một chùm nhau ra nữa là con này hết rồi các bạn ơi. Nó đẻ chỉ có 12 con thôi. Nó sẽ còn ra một ít nhau nữa là nó hết rồi, cái bụng sẹp lép luôn rồi. Đây cái bụng chỗ này nè, quá trời sẹp luôn rồi. Hồi sáng giờ mình bán heo á là mình không có quay chi tiết, chứ mình không có quay nhiều cho các bạn xem, các bạn thông cảm giúp mình nha. Hồi sáng thì mình bán được 9 con các bạn. Rồi bây giờ mình nhốt cái con này lại nha. Để cho khoảng chừng 5 phút đến 10 phút đi, rồi để cho nó cứng cáp cái chân nó đi, rồi mình thả nó ra, rồi mình nhốt 4 con nó lại. Rồi mình cho 3 con này bú sau, rồi bắt đầu là mình thả ra nguyên bầy nữa luôn, 12 con. Heo mẹ thì hơi mệt đó các bạn, tại vì con nó bự rồi nó gặn, rồi hồi nãy mình móc 2 con nữa. Con thứ 4, con thứ 5 là mình móc á, là con mẹ nó hơi đau nha. Rồi mình chích hạ sốt cho nó, trường hợp này á là oxytocin cho nó làm
mình chích 5 ngày liên tục, mỗi ngày là 5C. Có thể là mình thụt rửa cho nó, có thể là chiều ngày mai, sáng mai, chiều mai một lần, là hai lần nha. Rồi amoc á, là mình tiêm cho nó là ít nhất là phải 5 mũi. 3 mũi đầu là mình tiêm một ngày, nghỉ một ngày, rồi mình ngưng 2 ngày mình tiêm thêm 2 mũi nữa, cũng ngày nghỉ ngày nha các bạn. Đàn heo của mình hiện tại nè các bạn, bây giờ mình đã thả chung hết luôn rồi nè, 12 con. Các bạn nhìn heo bên đây 7 ngày tuổi nè, bên đây là mới đẻ nè. Bầy bên đây là đẻ con to các bạn ơi, con đầu tiên mình tính đâu nhỏ, mà ai ngờ là đàn này nó to nha các bạn. Đó, so sánh một đàn 7 ngày tuổi và một đàn mới đẻ. Bây giờ mình thả 12 con ra, các bạn đếm với mình coi đúng phải 12 không nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đàn của mình 12 con nha các bạn. Buổi chiều nay thì mình cập nhật tình hình con heo mình nó đẻ lúc sáng cho các bạn xem nha. Đẻ lúc sáng khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ mới xong đó các bạn. Rồi chiều nay nó mới ra nhau mới hết á. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều các bạn ơi. Nó đứng dậy nó ăn nè, buổi sáng thì nó không có ăn, nó nằm ly bì chân á. Con nó đứng dậy thì con nó biết tránh rồi nha các bạn. Hồi sáng giờ là mình thả lan luôn, mình không có nhốt lại luôn đó. Đàn này nè, hồi lúc mà hơn 5 giờ đó, mình đã cho uống khoảng chừng 600 đến 700ml sữa rồi. Rồi sáng khoảng 8 giờ là mình cho uống một lần nữa, sáng gần sáng là mình quay các bạn xem là hết rồi đó. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi nè. Đây mình pha đây là hơn 500ml, khoảng 600ml sữa các bạn, ca này 1 lít rưỡi nha. Mình đổ xuống cho nó uống cho các bạn xem nè. Các bạn uống sữa nhớ bỏ amoc vô nha các bạn, thì nó mới uống không tiêu chảy nha. Các bạn không bỏ amoc vô là nó dễ bị chảy đó các bạn. Trường hợp mà các bạn cho uống sữa mà nó có một hai con mà nó sệt chảy nhẹ đó, thì các bạn pha một muỗng cà phê amoc cho 30c nước, cho mỗi lần uống là 2c, sáng trưa chiều, uống 1 đến 2 ngày là hết các bạn. Con nó đòi ăn mà nó không hay là đổ sữa rồi. Đây con mẹ nó ăn no rồi, nằm xuống rồi nè. Heo con nó tránh nó dạt ra nè các bạn thấy không. Rồi mình chúc các bạn chăn nuôi được thành công nha. Mình xin kết thúc clip nha các bạn.